Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại kênh channel của mình. Và mình là Thắng này. Và Thắng chúc tất cả các bạn có một buổi tối thật là vui vẻ nha. Và hôm nay chúng ta sẽ đến với một cái tựa game nó cũng khá là kinh dị. Nó chỉ kinh dị một chút xíu thôi, kinh dị nhẹ thôi. Thì ở đây Thắng chắc chắn rằng có rất nhiều bạn đã biết cái nhân vật Benny. Nhân vật Benny ở trong cái phim hoạt hình ấy. Nếu mà bạn nào mà chưa biết thì cái nhân vật này ấy, thì bây giờ các bạn sẽ biết cái nhân vật này nhá. Và nếu như mà thấy cái video này của Thắng hay thì nhớ để lại cho Thắng một like, một đăng ký kênh để Thắng có thật nhiều động lực sang video tiếp theo. Còn bây giờ thì let's go, yes. Yeah các bạn ơi, thì trước mặt của Thắng kia là một cái nhân vật. Nhân vật hay là con vật nhé? Thôi, gọi là cái nhân vật kinh dị Benny các bạn ơi. Thì hôm nay ấy, ui, nó nhìn thấy Thắng rồi và Thắng cũng nhìn thấy nó. Nhưng mà nó đi rất là chậm luôn các bạn ạ. Nó chỉ canh cửa của Thắng thôi. Bởi vì hôm nay Thắng vào đây là không phải để chơi với nó, hay là Thắng cũng không phải bị nó bắt vào đây, mà là Thắng đi vào đây để Thắng tìm cái kho báu ở trong cái ngôi nhà của Benny này các bạn ơi. Bởi vì Thắng thấy giang hồ đồn rằng là ở trong cái ngôi nhà của Benny này có rất là nhiều vàng bạc châu báu luôn. Nhưng mà nó cứ canh cửa nó không cho Thắng đi này các bạn ơi. Bây giờ Thắng sẽ lượn lượn này. Thì ở bên dưới này này, thấy chưa, các bạn thấy dưới này chưa? Đó, có một cái hòm kho báu. Bây giờ Thắng sẽ lấy cái hòm kho báu đấy nha. Nhưng mà Thắng phải lượn. Đây đây chưa. Nó chạy rất là chậm luôn, nhưng mà nó chỉ canh ở chỗ cái đường đi này của Thắng thôi. Nhưng mà ấy, một cái khoảng cách rất là xa luôn, nó vẫn bắt được Thắng. Nên là các bạn chơi cái game này các bạn phải cẩn thận. Đây nè, ui trời ơi, kho báu vàng chóe sáng lóe luôn các bạn. Ơ, sao Thắng không lấy được nhỉ? Ui, lấy mà chứ không phải là đẩy. Sao không lấy được nhỉ? Ui, có cái anh chiến binh kìa. Nút nào để lấy? Đều Thắng đã lấy được rồi các bạn ơi. Wow, thì trước mặt của Thắng là cái anh chiến binh bị cái con Benny này ám sát ý. Ui, con Benny đang xuống đây để bắt Thắng này, nhưng mà còn lâu mới bắt được Thắng nha. Các bạn thấy chưa, cái tốc độ của con Benny này ngang với con rùa luôn, sợ quá, khéo còn chậm hơn cả rùa ấy. Thế này mà đòi bắt được Thắng á, wow, buồn cười quá mà. Thôi đi vào trong này phải không nhở? Bây giờ sẽ đi đến cái điểm mà có màu xanh như kiểu, hình như là lách bên này sao phải không ta? Hình như là trong này các bạn ơi. Wow, hình như trong này là cái kho chứa vũ khí sao này? Bởi vì Thắng thấy có rất nhiều kiếm với cả búa này. Ngoài bên này có cả khiêng này, kiếm này. Ui, cái kiếm gì mà dài ngoãng luôn. Đó, đi vào đây này. Vào đây là qua level sao ấy, phải không nhỉ? Thắng không vào được các bạn ơi, Thắng chỉ đứng im ở đây thôi. Hình như là qua level này, rõ ràng ở giữa cái điểm màu xanh rồi. Vào thì không vào được, mà qua level thì vẫn chưa qua. Ui, cái gì vậy? Bị lag à hay bị làm sao đấy? Nó bị... rồi, Thắng qua level rồi. Phải đợi một lúc thì nó mới qua level này. Tiếp tục sang level 2 nào các bạn ơi. Yes, Scary Benny 3D. Wow, ở cái vòng này thì có hai cái chấm màu xanh này, tức là có hai cái hòm kho báu luôn này. Wow, và có hai cái chấm màu đỏ nữa, tức là ở trong ngôi nhà này đã xuất hiện thêm một cái con Benny bạn ơi. Wow, làm sao để có thể đấu với hai con hai thằng, không biết nó là trai hay gái nữa. Thôi, gọi là hai thằng Benny đi. Làm sao mà có thể đi vào đây nhỉ các bạn ơi? Ô, không đi được này. Ôi ơi, hình như không phải cái cửa này, thảo nào ta không vào được, nó bị chắn chắn bởi cái gì rồi ấy. Đi cửa bên nào ấy? Tại ở bên dưới này nó cũng mấy cái đồ này, nên là Thắng đi vào Thắng toàn bị mắc đi nhá. Điều khiển rất là khó chịu luôn ấy. Bên này phải không ta? Bên này đi được này. Wow, ơi. Nhưng mà trong này chẳng có cái gì luôn. Trong này như kiểu là cái nhà kho chứa những cái dụng cụ để làm đồ lằng nhằng ấy. Nhưng mà Thắng không cần mấy cái đồ này, đang đi tìm kho báu mà. Đấy này, chắc là cái chỗ này nào. Không biết nó vừa tới mình không. Hay quá, vào đây vào đấy. Ui, các bạn thấy chưa? Thấy chưa, thấy chưa? Một cái con Benny ở trong này này. Và cái con Benny ở bên ngoài ấy, thì nó không vào đây để nó bắt Thắng đâu. Đấy, chỉ có con Benny ở trong này nó mới bắt Thắng thôi. Nhưng mà phải lỡ lựa các bạn ơi. Ui. Trời ơi, nó có thể với rất là xa để bắt Thắng được đấy các bạn. Nên các bạn chơi cẩn thận nha. Phải lỡ lựa nó, bởi vì nó không đuổi hẳn Thắng ấy, nó chỉ loanh quanh ở cái cửa đấy thôi. Được rồi đấy, bây giờ đi vào cái cánh cửa kia được rồi các bạn ơi. Mình phải nhìn nó ra đây đã. Biết ngay mà nó khôn thật, nó không ra luôn. Ui, nó đi chậm dã man như ốc sên luôn đấy bạn ạ.
Mình cứ tưởng là nó không đuổi mình cơ, hóa ra là nó vẫn đuổi mình nhưng mà nó chậm hơn cả ốc sên. Wow, bên này. Ui, bên này có cái bẫy từ bên trên kia dập xuống này. Đi sang bên này nào. Bên này có cái điểm xanh xanh này. À, thì ra trong này là nhà lao này các bạn ơi. Người ta bảo mình nhặt cái gì đây? Như ấn nút sao ấy. Ấn xem nào. Rồi, ô, là nhặt hay là ấn vậy? Ui, có một cái anh chiến binh. Chắc là bị mấy con Benny ám sát rồi. À, cái mà thằng vừa ấn ý, thì là thằng ấn xong thì cái bẫy ở đây nó sẽ biến mất. Hoặc phải cái bẫy đây nó dập mất cái anh chiến binh này này. Wow, ở dưới này không biết có gì không ta. Ô, không vào được này, hình như là qua level. Ủa đúng rồi, qua level rồi các bạn ơi. Tiếp tục nào, bây giờ thằng sẽ lại phải đi ra cái chỗ đấy nè. Ôi, sao cứ cái màn level mới thì nó lại cho thắng ở cái vị trí ban đầu này. Lại phải đối mặt với mấy cái con Benny. Wow, không biết. Liều mạng, ôi, không kịp rồi các bạn ơi. Bởi vì nó có thể với thắng rất là xa luôn. Nên là thắng sẽ không thể chạy kịp vào cái ngõ kia được. Ôi, sao cái điểm xanh kia mở thật đấy các bạn ơi. Hình như là đi xa tít sao ấy. Rẽ trái. Ủa, bây giờ thằng mới để ý nhá, có ba cái điểm màu đỏ. Rẽ sang bên này các bạn ơi, có ba cái điểm màu đỏ, tức là có ba con Benny. Ở đây là con Benny thứ hai này. Ui, con Benny thứ hai, phải lừa nó. Được rồi, ok. Cái con Benny này ngu lắm, mình lừa phát là đi qua nó luôn. Đấy, lại đi ra cái chỗ cũ ban đầu này. Nhưng mà mấy cái chiến binh ở trong này giống cái con Scare ở trong Minecraft nhỉ. Uy, con Benny thứ ba này các bạn ơi, hay quá. Nhưng mà bây giờ, ui, nó canh ở dưới này này. Thì cái điểm danh xanh nào ở bên dưới này. Ui, bây giờ đi xuống đây cũng bị làm sao nhỉ. Ui, trời ơi, nó bị nang hay là bị làm sao vậy? Rõ ràng ở đấy không có cái hố gì mà. Ôi, sao nhỉ. Thôi lại nào, mình sẽ không đi vào cái điểm đấy nữa. Mình sẽ đi ở cái đường khác. Con Benny thứ nhất rất là ngu luôn. Và cái con thứ hai ngu không kém phần tăng trọng. Thôi, đấy, thấy chưa? Nó đi chậm. Ôi, không có cái gì mà tả được luôn. Đấy, nhìn thấy nó ở đây rồi. Nhưng mà vẫn chưa thấy nó ngóc qua đây. Trời đất ơi, mày bước nhanh lên hộ ta có được không? Mình tưởng là cái nhân vật này là cái nhân vật chạy rất là nhanh mà. Rồi, vượt qua được nó rồi. Yes, game này chơi rất là dễ dàng. Đây. Bên này có đường này, bên này có đường này. Chỗ đằng đây này các bạn ơi, mình thấy cái chỗ này có cái hòm này. Wow, sáng lóe luôn. Lấy luôn hòm này. Lấy luôn. Ô, chỉ lấy được cái lắp thôi, không lấy được kho báu các bạn ơi. Ui, mấy cái con chiến binh này giống y hệt là chiến binh trong Minecraft luôn. À, con Scare trong Minecraft. Hai cái bên đường này không đi được nha. Đi ở hai cái bên đường này là các bạn sẽ chui xuống luôn. Các bạn bị lag game hay là bị thu ấy. Mà cái cần gạt này cũng không gạt được luôn. Chả biết người ta sinh ra để làm gì. À đây, ta sẽ đi qua đây. Nhưng mà từ. Ui, nhanh. Ui, may quá, nó không với được mình. Nhưng mà cái bọn Benny này với cái tốc độ này thì làm sao mà với được mình. Wow, bạn nhìn gọt. Ui ôi, cái bẫy này. Ui, không biết có chém bằng người mình không nhở. Liều mạng đi qua phát nào. Mình cũng không thấy có gì đặc biệt. Ôi, yes. Ui, trước mặt mình có ba cái quan tài. Wow, ba cái quan tài này đều giữ các xác của chiến binh. Ôi, đi qua đây các bạn ơi. Ơ, chỗ này không đi qua được này. Ê, nó bị làm sao đây ta. À, bên này. Đấy, yeah. Ui, rất là tài nha, cái chỗ này to tướng luôn mà không đi được. Lạ, dã man. Wow. Wow bạn ơi, bây giờ thằng mới để ý nha. Wow, thằng tìm thấy cái chỗ chứa kho báu của Benny rồi. Wow, kho báu này là của lâu đài. Yeah. Oh, thằng giàu rồi bạn ơi. Yes, ok. Yeah. Không biết làm thế nào có thể mang được cái chỗ kho báu này vào đây. Nhưng mà không sao, thằng sẽ cố gắng để mang tất tần tật những cái chỗ kho báu tiền vàng này. Yeah.
ở ngoài kia có mấy chục cái chiếc xe tải đang chở thằng ôm cái kho báu này ra ngoài rồi. Yeah, rất là vui luôn các bạn ơi. Và cảm ơn tất cả các bạn đã xem cái video của Thắng nha. Hẹn gặp lại tất cả các bạn trong cái video sau. Bye bye.